quay lại với kênh YouTube của FB Shop ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì trong một ngày trời mưa nên anh em chúng tôi sẽ quay lại với cả các anh em những người yêu cầu lông trong một clip giới thiệu và giới thiệu các cái dòng vượt tầm giá dưới 2 triệu của Victor. Hiện tại như các anh em biết thì là Victor đang áp dụng rất nhiều chương trình giảm giá nên là có rất nhiều các hoa vượt được giảm giá xuống còn dưới tầm 2 triệu. Nên là hôm nay anh em chúng ta sẽ đi vào và để xem là Victor hiện tại ở FB Shop đã có những cái mẫu gì đang được giảm giá và tầm giá của nó tầm dưới 2 triệu, thì anh em có thể hôm nay sẽ tham khảo clip này để sang FB Shop sắm ngay cho mình một cây vợt ưng ý với cái giá đẹp nhất. Ok, hôm nay chúng ta sẽ vào clip này để xem có những cây vợt gì. Phần đầu tiên thì cũng như mọi lần thôi, anh em chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm một chút về hãng vợt Victor. Thì hãng vợt Victor là một trong những cái hãng vợt cực kỳ nổi tiếng trong bộ môn cầu lông của chúng ta. Như anh em cũng đã biết là tạo nên tên tuổi của Victor ở thị trường Việt Nam, thì anh em có thể xem qua clip thì có thể biết được đó là cặp đôi vận động viên mà đánh đôi nam mà là cực kỳ huyền thoại của đội tuyển Hàn Quốc, đó là Lee Yong-dae và Jung Jae-sung đã sử dụng thương hiệu Victor, hay là đội tuyển Hàn Quốc cũng đã sử dụng thương hiệu Victor. Từ đó thì thương hiệu Victor được đẩy lên một tầm cao mới đó. Thứ hai, ở Victor vào Việt Nam thì như anh em cũng biết thì là Nguyễn Tiến Minh, tay vợt số 1 Việt Nam, thì ngày xưa đã thường sử dụng cây vợt Victor BS09, làm cho một thời gian dài cây vợt BS09 luôn luôn cháy hàng ở thị trường Việt Nam, và thương hiệu Victor đã đến gần hơn với cả người chơi cầu lông của Việt Nam. Còn ở thời điểm hiện tại thì thương hiệu Victor là một thương hiệu cực kỳ lớn mạnh. Chúng ta đừng tưởng nhầm thương hiệu Victor là của Hàn Quốc nhé, bởi vì thương hiệu này là một thương hiệu cực kỳ lớn của Đài Loan. Xuất xứ những cái cây vợt hay là xuất xứ của thương hiệu này là ở Đài Loan. Và hiện tại tay vợt số 1 của trong lòng tôi, hoặc là bây giờ tôi vẫn nghĩ Tam Diêu Dinh vẫn là tay vợt số 1 thế giới. Hiện tại ở đơn nữ thì tôi nghĩ là Tam Diêu Dinh và Momota, cũng như Momota thôi, đang thống trị. Thì cô ấy là đang được Victor tài trợ, thương hiệu của đất nước tài trợ cho chính mình. Vẫn đang cực kỳ đỉnh cao. Thì thương hiệu Victor thì như anh em cũng biết là cực kỳ lớn mạnh. Và nhớ nhé, thương hiệu Victor là của Đài Loan, không phải của Hàn Quốc. Ok, thì đó là cái phần lịch sử của thương hiệu Victor. Thì anh em chúng ta cũng đã biết thương hiệu Victor đến từ đâu rồi, tôi đã giải thích lại rồi. Và trước tôi đã có làm một cái event nhỏ nhỏ để đố anh em xem là thương hiệu Victor là của nước nào. Đó, thì hôm nay anh em chúng ta sẽ vào với cái phần chính của cái tiêu đề ngày hôm nay. Đó là anh em chúng ta sẽ đi xem những cái mẫu vợt nào mà đang được giảm giá của Victor. Giá của nó hiện tại bây giờ rất ổn, đều dưới 2 triệu cả. Nên là các anh em có thể xem clip này thì chúng ta có thể lựa chọn được một số các cái cây vợt mà mình yêu thích. Ok, đầu tiên anh em chúng ta sẽ tới với cái dòng vợt. Đấy, cũng là một dòng vợt khá là nổi tiếng của Victor trong thời gian hiện tại. Mà dòng nào của Victor cũng nổi tiếng rồi. Xin lỗi. Dòng vợt đầu tiên của Victor hôm nay chúng ta sẽ tham khảo đó là dòng Thruster. Đại diện cho dòng Thruster này thì có một kiểu chơi chung. Đó là những cây vợt mà có độ dẻo thân, đầm đầu. Đấy, trợ lực cho anh em chúng ta chơi. Nói chung là trợ lực thì anh em nào mà muốn một cây vợt trợ lực đầm đầu có thể trợ công được các thứ được thì anh em chúng ta sẽ chọn dòng Thruster nhé. Hiện tại ở đây các cây vợt đang được sale còn rất ngon, đó là cây Thruster K99. Hiện tại FB Shop đang sale với giá 9XX, cả dây cả tiếp các thứ thì nó chỉ khoảng hơn 1 triệu tí thôi. Tiếp theo là cây cây Thruster K220H. Giá em này chỉ là 1XX. Một cây nữa, TK110. Cây này giá đẹp, dưới 1 triệu. Cuối cùng là cây hiện tại trong mã series sản phẩm giảm giá của chúng tôi hôm nay của dòng Thruster là cây Thruster K15. Cây này thì giá 1XX. Anh em muốn biết ý là bao nhiêu thì có thể liên hệ trực tiếp với FB Shop nhé. Tiếp theo anh em chúng ta sẽ tới với cái dòng là huyền thoại của các huyền thoại, đó là dòng BS của Victor. Dòng BS là Braves Wood ấy, thì là cái dòng này sẽ được ra từ rất lâu rồi. Từ những cái thời mà tôi học học vào năm thứ nhất đại học năm 2011, 2010, 2011, 10 năm rồi. Gần 10 năm đã có dòng BS rồi.
Hiện tại ở FPSoft chúng tôi vẫn đang còn các cái dòng BS này, và nổi tiếng nhất ở trong này là huyền thoại BS 12. Hiện đang được giảm giá chỉ còn 1 ít. Dòng BS thì là thiên cho cái lối đánh công thủ toàn diện như anh em cũng biết. Đấy, những ai mà thích cái lối đánh nhanh phản đạt trên lưới thì dòng BS cực kỳ hay. Và một chút nữa là ví dụ mà anh em mà công thì tất nhiên là dòng BS là dòng đánh lưới nhiều mà phản tạt nhiều mà, nên là anh em công thì nó sẽ không được ngon cho lắm, không được ngon như các cái dòng Thruster hay là dòng GS của Victor. Thì đây là một cái dòng đại diện cho cái phân khúc là đánh phản tạt của Victor. Hiện tại ngoài BS 12 giảm giá thì chúng tôi còn BS 1008, BS 1009 đang giảm giá còn dưới 1 triệu. Và cây BS 05 à BS 50L này cũng đang được giảm giá còn dưới 1 triệu đồng. Anh em có thể qua FPSoft để xem nhé. Ok, thì tiếp theo sau cái dòng BS về lối đánh phản tạt đó thì anh em chúng ta có một dòng gần gần tương tự. Đó là dòng Hyper Nano. Thì hiện tại ở đây dòng Hyper Nano thì kiểu đánh của nó cũng tương tự như cái dòng BS đó, nhưng mà được cái là cái thân nó dẻo hơn, nên là anh em chúng ta cảm giác công thì tôi nghĩ là sẽ ok hơn so với cả dòng BS. BS là thiên về lối đánh phản tạt, còn con này thì sẽ tôi nghĩ là đây là một cây vợt toàn diện. Dòng Hyper Nano X của Victor là một dòng công thủ toàn diện, bắt lưới cũng ok mà công cũng ok. Hiện tại hai mã sản phẩm Hyper Nano X30 và Hyper Nano X DF08 đang được giảm giá ở FPSoft còn hơn 1 triệu một chút thôi. Anh em xem qua nhé, đây nhé. Ok, và cuối cùng anh em chúng ta tới với một cái dòng nó cũng khá là hay. À nhầm, cũng chưa phải là cuối cùng. Dòng GF, một dòng vợt thiên về tấn công của Victor. Thì hiện tại ở đây các mã sản phẩm GF của chúng tôi đang được giảm giá còn rất là nhiều. Hiện tại có cây GF05L, Z-Speed F05L, chính xác giá tên của nó là như vậy. Một dòng vợt thiên công nhé, anh em nhớ GF là dòng thiên công nhé. Tiếp theo là cây Z-Speed S01. Các giá thành của các sản phẩm GF tôi đang giới thiệu đây còn hơn 1 triệu một chút thôi. Tiếp đến là cây Z-Speed S03H. Z-Speed S130. Cây S130 này giảm giá còn đang còn rất ngon nhé, dưới 1 triệu thôi. Và cuối cùng là cây GS06, Z-Speed 06. Các cây vợt thiên công này thì anh em cho anh em những cú đập nó cực kỳ là khủng khiếp đấy. Thì ngoài vấn đề đó, dòng GS là một dòng mới ra, thì là một cái dòng vợt thiên công nó mới hơn so với cái dòng thiên công cũ ngày xưa của Victor. Dòng thiên công cũ ngày xưa của Victor thì thương hiệu nổi bật và nổi bật nhất của Victor về thiên công thì đó là dòng Metroid. Anh em biết hiện tại thì cây Metroid 80B này đang được giảm giá còn chỉ hơn 2 triệu một chút thôi. Đấy, nhưng mà hôm nay là giới thiệu về các cái dòng vợt dưới 2 triệu, nhưng mà hiện tại cây này thì đang được giảm giá còn rất ngon, và tôi cũng muốn là gợi lại một chút kỷ niệm, đó là dòng Metroid ngày xưa là một dòng thiên công của Victor cực kỳ là đẹp. Những cây này ai thiên công thì đánh cực kỳ thích. Đó, hiện tại cây Metroid 80B này đang được giảm giá còn hơn 2 triệu một chút rồi. Anh em nào muốn biết giá chi tiết thì alo nhé. Cuối cùng, tới với một cái dòng cuối cùng. Dòng cuối cùng đó là dòng mới xuất hiện tại thị trường của chúng ta, hay là cũng là một dòng mới của Victor, đó là dòng Aura Speed. Aura Speed hiện tại trên tay tôi đây là cầm một cây Aura Speed 30H. Aura Speed là một, cũng là một dòng thiên về cái lối đánh nhanh, lối đánh toàn diện, lối đánh bắt lưới nhanh đó, và vẫn trợ công cho chúng ta, nên là đây là một cái cây khá là hợp lý trong lối đánh công thủ toàn diện của anh em, và thiên về cái phần bắt lưới nhiều hơn, thiên về phản tạt nhiều hơn đó, nó cũng gần gần giống như BS đấy. Ok, thôi nhiều quá nhiều dòng vợt của Victor được sale đến với tất cả các anh em và tất cả các bạn, thì hôm nay tôi đã giới thiệu được rất nhiều các dòng rồi, và còn khá các cái dòng khác nữa đang được giảm giá của Victor tại FPSoft. Thì anh em nào quan tâm thì hãy alo, gọi điện trực tiếp tới FPSoft hoặc là có thể qua FPSoft. Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng còn rất nhiều các dòng khác được Victor khuyến mại mà. Đấy, hiện tại Victor đang đưa chúng ta rất nhiều chương trình khuyến mại để tiếp cận được với những cây vợt của Victor một cách dễ dàng hơn.
Rất cảm ơn anh em đã xem hết clip của FB Shop. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ FB Shop trong thời gian qua. Và cũng khuyên rằng một câu cuối cùng, đó là anh em hãy giữ sức khỏe. Chúng ta cùng vượt qua cái đại dịch này để chúng ta có thể chơi, sinh hoạt, đánh cầu một cách thoải mái nhất. Lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các clip sắp tới. Bye bye.